Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng xem. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa. Vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa hỡi Bê-lem đất Giu-đa, không lẽ vì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Có hai thứ đối nghịch nhau trong bài tin mừng hôm nay. Cùng là đi tìm nhưng lại xảy ra hai thứ đối nghịch nhau. Ba vua nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời đi tìm đấng cứu tinh. Anh chị em biết rằng thói quen của những người chiêm tinh, những người thuộc về châu Á mình đó, hay có cái suy nghĩ là mỗi mạng người là một ngôi sao độ mạng. Cho nên lắm cứ một ngôi sao nào đó lạ lùng xuất hiện thì có thể là một vị nào đó lớn lao đang xuất hiện. Vì thế cho nên với những người chiêm tinh mà chúng ta quen gọi là ba vua, họ đi tìm cho ra lý lẽ. Và quả thật trong lúc đi tìm, họ đã tìm được Chúa Hài Nhi. Họ đi tìm để đến và thờ lạy Chúa Hài Nhi. Họ là những người ngoại giáo lại đến thờ lạy bé thơ Hài Nhi, bé thơ Giê-xu, để xưng đó là Chúa của mình. Còn hoàng triều Hê-rô-đê là những người nắm giữ truyền thống tôn giáo thì cũng đi tìm, và tìm để giết chết, tìm để lo cho cái ngai vàng của mình được vững bền, được củng cố, tìm để có thể nói là càng bóp chết mầm sống của vị cứu Chúa sớm bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Và những con người nhiệt thành như ba nhà đạo sĩ lặn lội từ phương xa ở đông phương để đi tìm Chúa Kitô. Còn nếu mà Hê-rô-đê có đi tìm thì cũng dễ dàng vô cùng.
Jerusalem không cách Bethlehem bao xa hết á, ở sát nách. Và hơn thế nữa, Herode là một ông vua, vì thế ông có tất cả những phương tiện để có thể tìm và gặp dễ dàng. Bằng chứng, ông đã mời những người hiểu biết đến để ông ngỏ lời và xin họ giải thích, và lập tức có ngay, và ông đã có ngay lời giải thích, lời giải thích của Kinh Thánh. Khi mà những nhà kinh sư giải thích rằng tại Bethlehem là phần đất mà cứu Chúa sẽ sinh ra, rồi các nhà đạo sĩ lên đường đi tìm lặn lội từ phương xa như thế, chỉ với một ánh sao, một ánh sao trên bầu trời, họ đã có thể gặp Chúa. Còn hoàng triều của Herode đâu chỉ có ánh sao, mà họ còn là có cả một truyền thống tôn giáo, họ còn nắm giữ cả Kinh Thánh là lời mạc khải của Thiên Chúa, họ còn có cả xung quanh mình những phương tiện từ vật chất đến tinh thần, những phương tiện từ hết sức nhân trần cho đến siêu nhiên để có thể gặp gỡ Chúa dễ dàng, thì họ lại không thể nào gặp. Trong khi đó, ba nhà đạo sĩ là những người ngoại giáo hoàn toàn không hề có nghe nói Chúa cứu thế là gì, không hề có bao giờ nghe những lời mạc khải từ ngàn xưa khi mà các ngôn sứ đã nói như thế nào. Trong khi đó, hoàng triều Herode nắm giữ truyền thống mà, nắm giữ truyền thống tôn giáo, truyền thống đức tin mà. Vì thế cho nên họ đã được mạc khải vô cùng nhiều những lời Kinh Thánh chỉ trước cho họ sẽ đến một ngày đất Giu-đa đón nhận Chúa cứu thế của mình. Và ba nhà đạo sĩ lên đường đi tìm là đi tìm ai? Thưa, họ phải đi lặn lội vượt biên giới để đi tìm một con người khác sắc tộc của mình. Trong khi đó, Herode có đi tìm thì chỉ là đi tìm kẻ đang sanh ra trong đất nước mình, thần dân của mình. Nếu nói theo nghĩa phàm trần, Chúa Giê-xu làm người, người phục lụy chế độ luật của trần thế, thì nghĩa nào đó người vẫn là thần dân ở trong đất nước này. Thế nhưng ba nhà đạo sĩ đã có thể dâng tiếng lễ vật và sụp lại Chúa hài nhi. Herode để cho chắc chắn, không phải sụp lại mà để cho chắc chắn làm gì anh chị em? Không, để cho chắc chắn là giết không nhầm, giết không bỏ sót, thì xuống tay giết sạch những trẻ con không phải mới sanh mà là 2 năm tuổi trở xuống, không phải trong vùng Bethlehem mà là vùng Bethlehem, vùng Jerusalem và vùng phủ cận, cho nó chắc chắn, giết cho nó không nhầm, giết cho không bỏ sót mà. Vì thế một câu hỏi đặt ra cho chúng ta: anh chị em và tôi có đi tìm Chúa không? Và nếu tìm, chúng ta tìm Chúa kiểu nào? Có bao giờ mình đọc lại câu chuyện Tin Mừng Thánh Matthew nói hôm nay để mình tự tra vấn mình: tôi trong đời tôi đã thực sự tìm Chúa chưa? Và tôi tìm Chúa để làm gì? Người Công giáo có gian dối không anh chị em? Có. Người Công giáo có xuống chợ Nhật Tảo mua một gói thuốc vài ngàn đồng, về nhà làm một lồi nước lèo bán hàng trăm ngàn không? Tôi tin chắc là, bởi vì tôi chưa có bắt gặp, và chắc chúng ta cũng chưa bao giờ bắt gặp tận tay ai, nhưng có lẽ chúng ta cũng tin. Không phải ở đây, không phải ở tỉnh Tây Ninh, mà biết bao nhiêu nơi khác ở trong đất nước này đến với chợ Nhật Tảo mua những thứ hóa chất đó, về nhà người ta nói là
khuấy nước nên hồ đó để bán. Có không? Tôi tin rằng có. Không biết là nó được bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc là có, tin là thế. Thế những ngày này là những ngày mà rau cỏ đang xuống giá trầm trọng. Vậy những người chuyên môn đi buôn, đi bán rau cỏ có ép giá nhà vườn không? Tôi tin rằng có. Tôi hỏi anh chị em, lúc này là lúc mà cây sắn dây đang bị động dữ dội, thì những người thu mua sắn dây có nghĩ tới công lao trồng suốt một năm, chăm bón với tất cả những nỗ lực của mình, hy vọng mong ngóng cây sắn dây cuối năm sẽ có cái gì đó cải thiện cho ngày Tết của gia đình mình? Thì những người công giáo với nhau có nghĩ cho những đồng bào, những người đồng đạo của mình không? Tôi tin rằng cái gì cũng không thể không xảy ra. Vậy tôi và anh chị em tìm Chúa ở đâu vậy? Chúng ta tìm Chúa trong nhà thờ này rồi thôi sao? Chúng ta tìm Chúa ở trước hang đá kia rồi thôi sao? Mà mình không cần tìm Chúa ở nơi đời sống của mình, ở nơi đời sống của anh em mình sao? Mình không cần tìm Chúa ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mình va vào, mình gặp phải sao? Thế người công giáo có ai trồng cây rồi nhưng không, năm nay thì có thể là hoa màu nó xuống giá, nhưng mà những năm nó cao giá thì có bao giờ anh chị em cho nó kích thích, hôm nay trái nó bằng ngón tay út, ngày mai sáng hôm sau ra nó bằng ngón tay cái không, và đem đi bán không? Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ không xa xôi. Thành ra câu hỏi mình lại một lần nữa hỏi với nhau, tôi tìm Chúa ở đâu vậy? Có lẽ chúng ta không như ông vua Herode tìm để giết, bởi vì có gặp Chúa đâu mà giết. Chúa thiêng liêng, Chúa ngày hôm nay ngự trị ở trong tâm khảm của đời mình. Không có Chúa bằng thân xác để giết như Herode. Nhưng chúng ta loại trừ Thiên Chúa, loại trừ khuôn mặt tình yêu của Người, mình có thật sự gom tất cả những điều trong cuộc sống đó để quỳ dưới chân Chúa hài đồng mà thờ lại Người như ba nhà đạo sĩ không? Xin hãy loại trừ khuôn mặt Herode ra khỏi cuộc đời mình, và hãy mang lấy khuôn mặt, dẫu là khuôn mặt của người ngoại giáo, những nhà chiêm tinh, ta còn quen gọi là các đạo sĩ hay các vua, để chúng ta đến thờ lạy Chúa suốt cuộc đời mình đúng nhất, đẹp nhất, vui nhất, thảnh thơi nhất, an bình nhất, tâm não của mình đẹp nhất. Thưa anh chị em, phải như thế. Xin cho tất cả chúng ta hiểu được tất cả những điều này, để trong cuộc sống hằng ngày chúng ta ý thức mình là ai, để trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa ta đừng để mình đánh mất Thiên Chúa. Bởi Herode đã đâu tìm được Chúa đâu, tìm Chúa bằng thái độ của ông. Ông đã đánh mất Thiên Chúa trong cõi lòng ông. Ông đã đánh mất Thiên Chúa nơi thực tế, vì Thiên Chúa đâu dễ để ông đi đứng đó mà giết. Ông đâu gặp Chúa đâu. Cũng vậy, có thể ông vẫn vào ra đền thờ Jerusalem, có thể ông vẫn dùng chính đời sống đức tin của mình để mời những nhà kinh sư, những luật sĩ, những biệt phái đến Jerusalem để tham vấn ý kiến. Có thể ông vẫn tiếp tục làm tất cả những công việc dâng lễ vật đạo đức nhất, vì ông là người Do Thái giáo, là người thờ Chúa mà. Ông vẫn như mọi người vẫn làm, nhưng cuộc đời ông, bàn tay ông, trái tim ông, tâm não ông, lòng ông có Chúa không? Vì ông đã tẩy chay đấng mình phải tôn thờ ra khỏi cuộc đời mình rồi, chẳng có Chúa đâu. Nhưng ông vẫn làm vì nó là điều ông phải làm, thế thôi. Ông phải thực hành những nghĩa cử tôn giáo vì ông phải làm, không khác được. Ông phải làm thế thôi.